Vâng, sau đây em sẽ mở bốn cái nắp ra của bốn hoa hậu CD338IFD của đến từ hãng Sony Nhật Bản nha các bác. Đợt này em về được bốn con, giá nó tốt hơn là đợt trước là về một hai con thì giá là 6.300.000. Bốn con nào cũng mới như nhau nha các bác, mới như nhau. Leo lanh hết nha. Leo lanh cành đào hết á. Như mới nha các bác. Bác nào chốt được em nào thì alo cho em. Đây là những mẫu CD chuyên nghiệp nha các bác, nó chuyên đẹp CD và cho ra âm thanh rất là hay, trong phân giá trên 6 triệu thì các bác lựa chọn Sony 338 ISD cho em, vì chất âm nó rất là hay, chạy hai tăng phô cấu hình lớn, chạy hai chip Yamaha DAC và có thiết kế rất là sang trọng và mạnh mẽ nhờ hai ốp gỗ hai bên. Mic rất là tốt, đặc trưng của dòng Sony là mic từ đều rất là nhanh, không can đĩa. Thôi thì độ đẹp nó thì khỏi bàn rồi, thì em sẽ mở bên trong để các bác cùng xem bên trong sản phẩm nha. Vâng, sau đây là vị điệp của bốn em nó. Đây, hay là máy bãi nha các bác. Các bác thì dùng máy bãi này thì các bác có thể so sánh và đi mua hàng. Đấy, máy bãi là các bác chỉ cần nhìn nó sẽ rất là sạch sẽ nha, và sexy nó mới tinh. Và tăng phô này, đấy, tăng phô nó rất là mới. Đấy. Và tại sao con 338 ISD được các bác ưa chuộng và âm thanh nó hay như thế nào? Nó chạy hai con giải mã BCM58B, là hai con giải mã đặc trưng của những dòng tích hợp trong cái con âm ly 890DG. Đấy, 890D, 89DG đều sử dụng có hai con giải mã này, vì hai giải mã này cho ra âm thanh rất là hay nha quá. Bác thấy máy bài không? Tăng phô đẹp sao mà đẹp. Này, con nào cũng vậy nha các bác. Tại trong này bốn con này là đẹp như nhau hết nha, long lanh như nhau hết, như mới, đẹp khoảng trên 95%. Thì tổng quan bốn em nó này nha các bác, đấy các bạn thấy chưa. Rồi sau đây mời các bác xem em test bốn em nó nha. Bác nào chốt thì alo cho em, giá 6.300.000, 6.300.000 nha các bác, bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào ở xa thì cọc cho em ít nhất là 1.000.000, em ship hàng tận nơi cho các bác. Máy đi kìm là có khiển hết nha, có khiển cho các bác bấm hết. Đấy, rất là mới. Các bác mua hàng bên đây là đúng chất hàng bãi cho các bác về sử dụng nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác, mới kinh công. Rồi em xin chào và mời các bác xem video test. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Nay tối ngày 19 tháng 10 em giới thiệu cho các bác và em về được những con CD trong phân khúc trên 6 triệu là một model CD đọc đĩa cho chất âm hay nhất nha các bác. Và em đang phân phối cho các bác là đợt này về được bốn con nào cũng xuất hiện là hoa hậu nha các bác, hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, độ đẹp trên 95%, dòng đẹp long lanh từ trong cho đến ra ngoài nha các bác, mới lắm nha. Và đợt này về số lượng là bốn con thì giá nó tốt hơn cho các bác nha, giá là 6.300.000 có khiển nha, 6.300.000 có khiển, mới long lanh luôn nha các bác, mới long lanh cành đào luôn nha. Đấy, các bác thấy không? Đấy, mới long lanh luôn nha, mới chó luôn à, nó chó lại luôn này các bác thấy không, ánh lại luôn này, nó chó bóng đèn ấy, bật lên là test mic cho các bác nha. Con nào con nấy đẹp như hoa hậu quá nha các bác, khỏi cần lên tên về đồ đẹp nha. 6.300.000 các bác có một con CD chuyên nghiệp, chuyên đọc đĩa và cho ra âm thanh rất là hay. Thằng này chạy chip hai chip giải mã DAC, chạy hai tăng phô nguồn, giá 6.300.000 nha các bác. Các bác nào lấy thì alo cho em, rất là dễ phối ghép vào những con âm ly receiver như là Sansui, Pioneer, Marantz vân vân, hoặc là những con Acophay, các bác có thể chơi được những con đầu này. Có thấy đồ đẹp đó nha, như mới vậy nha các bác, nhìn là như mới vậy đó. Em nào cũng long lanh cành đào hết. Rồi sau đây em bỏ từng đĩa vào để test mic của em nó nha. Những dòng Sony thì các bác xài nó sướng lắm, mic nó đẹp nhanh, nó không có kén đĩa như những dòng khác. Đấy, thả vào là đọc luôn ạ.
Đấy, ok nha. Mac Sony là em bán hàng rất là sướng. Gửi đi gửi đồ cho các bác nó cũng rất là yên tâm. Và Mac xài bảo hành thoải mái cho các bác luôn. Tại tất cả là máy bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Nên các bác chia xài là khỏi cần lên tay. Mac mũi đẹp tê luôn nha. Tại hàng bãi về là nó rất là mới nha các bác. Đấy, cơ đồ ra êm ái. Rồi. Cứ thả vào là đẹp vi vu luôn. Đấy, ok, nét bài luôn cho các bác nè. Dòng này vừa nghi hay vừa bày rất là đẹp. Nó có hai hồi gỗ này các bác. Hai hồi gỗ các bác rất là dễ phối ghép vào những con ly cổ. Vân vân. Mách từ thả cái là đọc à. Cực kỳ là êm ái luôn. Giá 6.300.000. Đợt trước về đựng con hai con lý tỉ nên là giá 6.500.000. Đợt này về số lượng là nhiều mà nhưng mà hàng tuyển rất là đẹp nha các bác. Có thấy góc cạnh những hôi gỗ này mới lắm, thiếu shop thôi. Các bác thích đang cần con CD để chơi đĩa nhạc CD thì alo cho em. Tại vì muốn nghe nhạc hay thì phải cần một cái đĩa CD, và một nghe CD cần một cái đầu thì trong tầm trên 6.000.000 á. Thì các bác lựa chọn cho em 338ED nha. Mac tốt, tiếng hay. Rồi, nói chung là ok, ngon lành hết cho các bác. Có khiển nha các bác, 6.300.000. Bao ship toàn quốc cho các bác nha. Hàng thì đẹp, thiếu tùng shop nha các bác. Các bác tới nơi kiểm tra hàng và thanh toán thôi. Và các bác lưu ý là cọc tiền cho em nha. Đây, cọc tiền. Ít nhất là 1.000.000 em ship hàng tận nơi cho các bác. Hoặc là các bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt cho 200.000. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là 4 con hoa hậu 338 ISD của đến từ hãng Sony của Nhật Bản, điện 100V.